Thưa quý vị, giới chiêm tinh học bất ngờ khi xem lá số tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 2 âm lịch, được thần tài độ mạng, bất ngờ đổi vận do sang. Vâng, xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị và anh chị chúng ta sẽ gặp được thật nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau, và thậm chí là với mỗi một người thì cũng có những biến động, biến cố khác nhau trong từng giai đoạn cuộc đời khác nhau. Nhiều người thì phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần, chồng chất. Nhiều khi chính họ cũng không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ trả hết được nợ. Bởi vì quý vị biết không ạ, đối với những người này thì cứ trả hết cái này thì món nợ khác lại xuất hiện. Tiền bạc lúc nào cũng là vấn đề khiến cho họ phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng những gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Chứ còn ở trong tháng 2 âm lịch này thì thế nào, quý vị anh chị tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ trả sạch nợ nần, chẳng phải đau đầu vì tiền nữa. Và nợ mấy cũng chắc chắn trả được hết. Đã thế lại còn được cơ may trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý và dư giả về tiền bạc trong tháng 2 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đề nhà. Tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo rằng nợ nần đến mấy cũng trả hết quý vị ạ. Đổi vận giàu sang nhờ phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào mà chúng tôi truyền tải cho quý vị. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, hãy cùng với chúng tôi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết tử vi tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan, yêu đời, bản chất lương thiện. Họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè và cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ. Cũng rất công bằng và chính trực, nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ là người vì bạn bè mà lan xả. Khi gặp khó khăn, bạn bè cũng chính là người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng chính sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng này gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được phương pháp chữa bệnh phù hợp, nhờ đó bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng. Tình yêu tuy đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tháng Quý Mão, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp, có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ bỏ lỡ thời cơ. Thành quả tuy có nhưng mà chưa tới mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải quá may mắn với bạn. Môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể có một loạt vấn đề sẽ cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, bạn nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 2 âm lịch mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho tuổi Mậu Ngọ, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ăn ngon. Gia chủ cũng cần phải chú ý, có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè và nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện cho nên gia chủ Mậu Ngọ cần phải chi tiêu tiết kiệm nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật dụng có giá trị bên mình hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng này. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ Mậu Ngọ cần phải tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể và đặc biệt chính là làn da và mái tóc bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này báo hiệu dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà bị thu hút. Nếu gặp được cần phải chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề gia thất, bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha người mẹ trong gia đình. Hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ngoài ra đào hoa vượng cũng có thể gây nên tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp phải một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây nên những mâu thuẫn khó hòa giải, phải chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ bạn nhé. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa.
ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người sinh năm 1978 Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Ngọ. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị về những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.